đợi về đến hãng còn khuya. Hãng thực tế ra họ cũng không bán lẻ nhiều, họ chủ yếu bán buôn cho các đại lý, rồi là đại lý phản hồi thì họ cũng lại phải phản hồi sang bên hãng lớn ấy. Xong hãng mẹ bắt đầu mới thay đổi, đợi hãng mẹ thay đổi thì ối rồi ôi anh em ạ. Vài năm so sánh hàng tàu với hàng hãng nó khác nhau các bạn ạ. Các bạn chỉ so sánh hàng tàu với hàng tàu thôi. Xin chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bích Sơn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ quay lại cho các bạn xem quang cảnh chúng tôi chuyển hàng buổi sáng ngày thứ tư. Đây, đây là máy cắt cỏ Reload 541. Bên mình đã giới thiệu với quý vị các bạn rất là nhiều. Một số anh em thắc mắc là ô hàng này chất lượng tốt không, thì đây là câu trả lời. Cái lượng hàng đi thì các bạn biết, với số lượng hàng như thế này thì chắc chắn là chuyển cho đại lý chứ không phải là chuyển cho khách hàng tiêu dùng. Đúng, đúng. Và với đại lý thì đúng, các bạn biết rồi, đa phần họ đều có kiến thức về sản phẩm chuyên, và họ tiếp xúc với rất nhiều công ty, nhiều sản phẩm chào mời, và họ vẫn lựa chọn Reload. Thì các bạn phải hiểu là cái này nó sẽ phải có ưu điểm. Đúng, đúng. Chất lượng tốt, giá thành hợp lý, hợp lý thì người ta mới nhập. Đơn giản thôi các bạn, nếu các bạn là đại lý kinh doanh thì các bạn cũng sẽ phải chọn những cái mặt hàng chất lượng tốt, ưu điểm để các bạn kinh doanh, đúng không? Và quan trọng nhất là phải chọn những mặt hàng nào dễ bán. Thì Reload 541 mình tự tin luôn là đảm bảo như được những cái đó thì khách hàng mới lấy. Chỗ này xuất đi gần 50 con nhá, xuất cho khách ở trong khu vực Tây Nguyên. Và các bạn cũng biết luôn, mình khẳng định với các bạn luôn là Tây Nguyên là nơi sử dụng tốn máy cắt cỏ nhất. Tốn cả ở nghĩa đen và nghĩa bóng, tức là tốn cả về số lượng và tốn cả về tốn cái lượng hàng và tốn cả về cái tuổi thọ của máy, cái tần suất sử dụng máy ấy. Tức ở trong đấy sử dụng cực kỳ ấy, thời tiết nó khắc nghiệt, bụi, rồi là vụt cỏ rất là dai, là dài, khác luôn ngoài Bắc. Ngoài Bắc mình vụt cỏ là thanh cảnh thôi, còn thề với các bạn luôn là Tây Nguyên phụt cực kỳ tốn máy. Anh cứ ra đi, ra bình thường đấy thì các bạn có thể thấy được. Nên là nếu mà Tây Nguyên đã chọn thì anh em cứ yên tâm mà dứt thôi. Nếu mà để so sánh với Husqvarna 541 thì câu chuyện nó không phải cùng phân khúc các bạn ạ. Bởi vì giá em này có 3,5 triệu, em hu tận 6 triệu hơn, bằng một nửa tiền, thì các bạn không thể nào mà so sánh chất lượng so với hu được. Tuy nhiên các bạn có thể so sánh cái số tiền các bạn bỏ ra với những cái lựa chọn khác cùng tầm tiền ở trong phân khúc. Hu thì nó nói thật luôn, phân tích thì hu nó chỉ hơn đúng bộ hơi. Con này thì 6TH, bộ hơi của hu là 11TH, với cả hơn cái thương hiệu điện nhá. Thương hiệu điện là điện của hu là điện Ikeda, còn điện này là điện Alsin tròn. Nhưng thực tế mình nói thật luôn là cái điện Alsin này này, bên mình bán ra khoảng hàng vạn, tức là 10.000 ấy, một vạn là 10.000 ấy. Hàng vạn con máy rồi mà mình nhập, mình cũng lăn tăn về vấn đề điện. Mình có nhập khoảng tầm gần 200 cuộn điện để khách hàng mua là có điện luôn. Thế nhưng mà bán ra 10.000 con máy mà chưa bán nổi đến 30 cái điện. Quái hoang thế luôn. Thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm về điện Alsin. Mà giá lại rẻ chứ, các bạn hỏng thay thì chả gì phải lăn tăn cả. Sự luôn nhiều khi đại lý ấy, bán hàng của hãng động vào cái gì thay cũng rất là khó, bởi vì sẽ phải chuyển về cho hãng, họ kiểm tra quy trình rất là phức tạp. Còn làm với điện máy Minh Sơn thì chúng tôi gửi điện luôn cho, bởi vì bản chất thực tế ra là cái điện giá trị nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Nên mình xử lý như thế rất là thuận tiện cho khách, thuận tiện cho đại lý, tăng uy tín với cả người tiêu dùng. Vì là nếu mà gây khó dễ thì đại lý người ta gửi về xong là đợi bao nhiêu hôm mới bắt đầu lại kiểm tra xong lại gửi đi, rất là mất việc. Bên mình xử lý rất là nhanh, làm gì là làm rất là nhanh, làm sao cho khách được việc. Còn quy trình quy trước thì tất nhiên ở bên hãng thì họ sẽ phải có những cái quy trình nó khắt khe hơn, vì đồ của họ giá trị hơn mà. Đấy, bây giờ, dù gì họ quản lý nó sẽ khác. Thế mình là đi sâu đi sát hơn, mình bán trực tiếp cho người tiêu dùng, mình lắng nghe được. Ví dụ người tiêu dùng phản ánh là con này nó kém chỗ này cái là mình phải xử lý luôn. Đợi về đến hãng còn khuya, hãng thực tế ra họ không bán lẻ nhiều, họ chủ yếu bán buôn cho các đại lý, rồi là đại lý phản hồi thì họ cũng lại phải phản hồi sang bên hãng lớn ấy. Xong hãng mẹ bắt đầu mới thay đổi, đợi hãng mẹ thay đổi thì ối rồi ôi anh em ạ. Vài năm đấy, đó là những cái mà ưu điểm hơn của những cái hàng Trung Quốc, có ưu điểm hơn những cái đơn vị như bên mình làm với hãng. Tất nhiên rồi, quy trình kiểm tra khắt khe của bên hãng bao giờ cũng khắt khe hơn, họ làm chuyên nghiệp hơn, chất lượng của sản phẩm của họ tin tưởng hơn, thương hiệu uy tín hơn. Tuy nhiên thì giá tất nhiên lại phải cao hơn. Đấy, mỗi cái sẽ có một cái hay để chia sẻ cho các bạn thôi, để các bạn nắm được là những cái ưu điểm của những cái hàng tàu như nào, ưu điểm của hàng hãng như nào, để chúng ta có sự so sánh rõ ràng. Đừng so sánh hàng tàu với hàng hãng, nó khác nhau các bạn ạ. Các bạn chỉ so sánh hàng tàu với hàng tàu thôi. Hàng tàu thì so sánh những cái hàng tàu nó có thương hiệu, so sánh những hàng tàu không có thương hiệu.
Đấy là hàng tàu thương hiệu, hàng tàu sử dụng hàng những cái phụ tùng chất lượng tốt, được phân tích rõ ràng, tháo rõ ràng, được đặt bởi những đơn vị làm uy tín. Ví dụ như bên mình chẳng hạn. Chấm gió đây nhỉ. Rồi đây này, đây là Reload 541 này anh em. Bên mình đang tháo ra đóng dồn, thật sự luôn chuyển về trong ấy. Cước cao, mình cố gắng đóng dồn để cho cước phí nó rẻ nhất có thể. Rồi, cảm ơn anh em đã nghe mình luyên thuyên từ nãy đến giờ. Nếu anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ điện máy Vinh Sơn nhé. Máy này nói lại này, 3,5 triệu miễn phí vận chuyển. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.